Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của Dina Family nha. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem coi khu vườn phía sau nhà mình nó có những cái cây gì lạ hơn những lần trước nha mọi người. Đây là những cái chậu cây kiểng mà ông xã mình vừa mới làm lại nè mọi người. Hôm nay trời nắng rất là đẹp luôn, mà hình như nó sẽ làm cho video hơi bị chói chút xíu đó, mọi người thông cảm nha. Đây là dàn dây su với dây bầu ở phía bên kia xa xa đó. Mà trời nắng nóng mới có 2 ngày thôi mà mọi người nhìn nè. Lá cây nó xơ xác hết trơn. Đây là cái trái bầu giống nè, mọi người thấy nó có bự không? Đây là giống bầu bông nha. Nghe nói cái giống bầu này ăn rất là ngon luôn đó. Thì chồng mình ổng để giống 2 trái nè. Để mình quay trái dưa leo cho mọi người xem nè. Lần trước mình có quay cây dưa leo của mình rồi đó. Đây nè, trái dưa leo nè. Người thấy không? Đây là một trái dưa leo rất là to bự nè. Trái này ăn rất là ngon luôn nha mọi người. Đây là những trái dưa leo nhỏ nè. Kìa, xa xa cũng có nữa đó. Đó. Hôm nay cái cây nó rất là lớn rồi đó. Nó bò lên vàng rất là cao luôn nè. Để mình quay sơ lại cái cây táo cho mọi người xem nha. Bây giờ táo nó đang vô mùa đó. Mọi người thấy không nè. Trái nó rất là to. Đây một nguyên một chùm táo luôn, thấy không? Ăn bao ngon luôn nha. Đặc biệt hôm nay trong cái video này mình muốn khoe với mọi người là nhà mình vừa mới trồng được cây cóc, ổi và cây chanh dây nha. Nhưng mà mình không biết là nó có lên được tươi tốt không nha mọi người. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì đã trồng vào chậu và chờ nó lên thôi. Đây là hẹ nha. Bông hẹ rất là đẹp luôn nè mọi người. Đây nè nha mọi người. Đây là cái cóc nè. Thì khi mua đó, nhà vườn người ta nói là, cái người bán nó nói là nếu mà đất tốt đó, thì chắc có thể 1-2 năm là mình có thể ăn được trái nha. Nhưng mà mình phải trồng trong khu vực ấm á,
Cho nên hiện tại là nó đang được nuôi trong nhà kính nha. Cây nó cũng khá là cao đó. Nhưng không biết có được năm sau có, hoặc là năm tới nữa có được ăn giống như cái người bán nói không nữa. Wow, sẵn mình ra mình thấy cây chuối á, hôm nay rất là to luôn mọi người. Mình quay cho mọi người xem nè. Lớn rất là nhanh luôn. Tươi xanh luôn. Đó. Cao út luôn. Cao quá trời cao luôn. Và rất là tươi tốt nha. Cây sung á, trái cũng rất là nhiều luôn nha mọi người. Thường cây sung trái nó hay đi theo chùm giống như vậy lắm nè. Sung thì có trái ngay mùa Tết á, cho nên Tết á đem sung vào nhà trưng rất là tốt nha. Đây là cái cây chanh hôm bữa mình khoe nè, bữa nay nó lên rất là cao được hơn một chút rồi nè. Xa xa đằng kia là cái cam luôn á, nó đang lên trái đó mọi người. Trái nó bự rồi nè. Còn đây là mía nha. Mía này rất là ngọt luôn nha. Mình thì cũng không có rành. Nếu mà mình tước thường á, thì cái lóng mía nó sẽ được giống như vậy nè. Dài như vậy nè. Còn không thì nó sẽ bị khúc ngắn ngắn vậy đó. Nhưng mà mía này ăn rất là ngọt và ngon nha. Còn đây là trái hồng hôm bữa rất là nhỏ và hôm nay nó đã to hơn rồi nè mọi người. Còn đây là cái cây thứ hai mà mình muốn khoe với mọi người nè. Đây là cây ổi nha. Đây. Ổi Thái á. Mới trồng được có 1-2 tầng, không biết 1-2 năm nữa có trái chưa nha. Khi nào nó có phát triển thêm gì khác lạ mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Còn đây là cái cây thứ ba mình muốn khoe với mọi người. Đây là cây chanh dây nha. Chồng mình á, ổng trồng được 2-3 tầng gì đó, nó lên được cao như vậy nè. Thì ổng đang làm cái đồ cho nó bò lên nè, cái dàn cho nó bò đó. Mình nghe ổng nói nếu mà không có gì thay đổi thì vài năm nữa nó sẽ có trái, mà cũng hên xui lắm. Tại ở Melbourne á, thời tiết nó hay thất thường lắm cho nên cũng khó trồng cây á. Giống như kiểu trồng cây hên xui lắm nha mọi người. Đây ông làm cái vàng nè. Mình quay cho mọi người xem ha. Là khi nữa nó lớn nó sẽ bò lên như vậy nè ha. Đó. Nó đu qua cái vàng như vậy. Mình có thể ngồi ở dưới này. Ông có đóng một cái hàng ghế cho mình ngồi, mình nghỉ mát luôn nè. Đây là cái chỗ dây để chơi. Đánh cầu lông của nhà mình luôn nè. Bữa nào mình quay nhà mình đánh cầu lông cho mọi người xem nha. Trời khá là nắng cho nên nó sẽ rất là chói nha, mọi người thông cảm nha. Đây là cái cây mà ông xã mình ông tỉa nè. Ủa ông tỉa cái cây phía trước tới 4 tầng, cây trong nhà này ở sau là ông tỉa có 3 tầng. Cái cây bên này tỉa 4 tầng nè mọi người. Thôi video của mình xin tạm dừng tại đây nha. Thì mình update sơ cái khu vườn của nhà mình cho mọi người xem như vậy đó. Nếu mà lần tới nó có gì khác nữa mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem ha. Mình quay góc bên đây của cái cây táo nữa nè. Thì mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh cho mình nha.
Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye.